Chạy xong cuốc xe, tài xế liền phóng đi. Lấy tiền của bác sĩ lúc này là em có tội với Tổ quốc. Trước tình hình cả nước đang căng mình chống đại dịch, nhiều doanh nghiệp, tổ chức, các nghệ sĩ đã quyên góp hàng trăm tỷ đồng. Người dân thì tình nguyện góp những phần thức ăn, khẩu trang phát cho những người đang cách ly, các cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ chống dịch. Hay một mặt hơn là những câu chuyện nhỏ bé xảy ra trong cuộc sống thường nhật nhưng lại chứa đựng ý nghĩa lớn. Nghĩa cử cao đẹp ấy khiến cho nhiều người vô cùng xúc động. Câu chuyện mà bác sĩ Lê Ngọc Diệp chia sẻ mới đây là một ví dụ. Bác sĩ Ngọc Diệp hiện đang công tác tại khoa nội soi Bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm qua, khi trời đã khuya, chị Diệp có việc cần vào khu làm nhiệm vụ của các đồng nghiệp ở quận Gò Vấp nên đã đặt một cuốc xe để đi làm. Bác sĩ Diệp kể, trên đường đi, mình nghe bạn tài xế buộc miệng bảo còn 3 cuốc nữa là được thưởng mà không kịp rồi. Khi đến nơi, mình trả tiền kèm một ít tiền tip cho em ấy, nhưng bất ngờ thay, em rồ ga chạy thật nhanh và bảo, cuốc này em không lấy tiền. Mình nhanh tay túm áo em lại, hỏi tại sao và ép em phải nhận bằng được, nhưng em kiên quyết. Nhận tiền lúc này của bác sĩ là em có tội với Tổ quốc, chị đừng bắt em có tội với Tổ quốc. Biết được chị Ngọc Diệp là bác sĩ, đang đi làm vào giữa đêm, anh tài xế công nghệ đã kiên quyết không nhận tiền cuốc xe vì muốn phần nào chia sẻ với các bác sĩ đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống đại dịch. Dẫu anh đang phải vất vả để kiếm kế mưu sinh và dịch bệnh khiến cuộc sống của những người lao động nghèo càng thêm chật vật, nhưng anh vẫn mong muốn góp một phần nhỏ bé của mình chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh. Hành động tuy nhỏ bé nhưng ý nghĩa của anh xe ôm khiến cho vị bác sĩ và tất cả mọi người vô cùng xúc động. Bác sĩ Ngọc Diệp chia sẻ, tuy em nói vậy nhưng mình vẫn đứng giằng co một hồi lâu kiên quyết bắt em nhận tiền và thấy vui ghê. Mình còn nhận được sự xung phong của các bạn trong khoa, mong muốn tham gia vào công tác chống dịch sắp tới. Thực sự rất vui vì giữa hoàn cảnh dịch bệnh phức tạp, mỗi người cùng nhau góp một phần công sức của mình vào thì chúng ta sẽ làm cho cuộc sống trong những ngày nghẹt thở này trở nên có nhiều oxy tự nhiên hơn. Quả thực, những câu chuyện ấm áp giữa mùa dịch xứng đáng được gợi khen và lan tỏa nhiều hơn. Tin rằng dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi nhờ có sự đồng sức, đồng lòng của tất cả mọi người. Bạn cảm thấy như thế nào về câu chuyện trên? Hãy comment bên dưới nhé! Và đừng quên đăng ký kênh Sài Gòn TV để cập nhật những tin tức xã hội mới nhất.